Chào quý vị, quay trở lại với phần 2 của chương trình Sài Gòn xưa cùng với Trúc Loan và chú Huỳnh Công Ánh. Và vâng thưa chú, thì ở phần 1 mình đã nói về tuổi thơ của chú nè, cũng như là những cái biến cố đầu đời của chú rồi. Và ở phần 2 này đó thì con có những cái câu hỏi liên quan đến cái cuộc sống của mình khi mà mình ở trong tù nè, cũng như là những cái sáng tác của chú, cho sáng tác mà chú cảm thấy yêu thích nhất trong cái thời gian đó, đặc biệt nhất của chú. Cảm ơn Trúc Loan. Dạ. Cái bài hát đầu tiên mà sau khi vô 10 ngày họ không cho về đó, thì tức tháng thứ 3 là bắt đầu có câu hỏi rồi. Yeah. Câu hỏi tại sao mình phải buông súng khi mình bị lừa phỉnh như thế này. Yeah. Thì cái bài hát mà viết trong tù, nó 3 tháng, sau 3 tháng ở tù đó, nó tên là Vì đâu anh buông súng. Yeah. Xin được trình bày. Vì đâu anh buông súng, chẳng phải vì anh người chiến bại trước kẻ thù. Ngoài chiến trường xa đang còn say đánh giặc, chợt lên mua hàng lên túi nhục mình thu. Vì đâu anh buông súng lúc mà lòng anh là viên đạn đã lên nòng. Hồng súng tự do đang còn loang máu giặc, chợt lên buông hàng lên giao bán núi sông. 30 tháng tư ngày giao hàng của vương buôn dân bán nước, 30 tháng tư ngày túi nhục của người vì tự do tranh đấu, ngày tổ quốc vẫn ăn tang, ngày Việt Nam trong đêm đen, ngày dân cuộc đời anh đi vào nhà giam. Vì đâu anh đau xót tiếng vòng hờn căm, xiềng xích gợn những âm buồn, vùi chôn đời anh dưới vực sâu túi nhục, vùi chôn nước Việt vào đêm đen mênh mông. 30 tháng tư ngày giao hàng của vùng buôn dân bán nước, 30 tháng tư ngày tối nhục của người vì tự do tranh đấu, ngày tổ quốc vẫn căng thẳng, ngày Việt Nam trong đêm đen, ngày dân cuộc đời anh đi vào nhà giam. Vì đâu anh đau xót tiếng vòng hờn căm, xiềng xích gợn những âm buồn, vùi chôn đời anh dưới vực sâu túi nhục, vùi chôn nước Việt, vùi chôn nước Việt vào đêm đen mênh. Thank you.
con thay mặt cho khán giả vỗ tay cho chú, tại con biết là mọi người mà nghe cũng đang vỗ tay ở dưới. Tại vì con cái bài hát này á, thật sự là cái cảm xúc nó khác hoàn toàn với bài hát lúc nãy luôn. Và con cảm nhận là con có cảm nhận được cái cảm giác đau lòng của chú nè, cũng như là cái nỗi buồn của chú khi mà cảm thấy là mình bị lừa, đúng không ạ? Cảm ơn con. Dạ. Tức là lâu lắm chú mới hát cái bài này. Dạ. Cũng được hát nhiều lần rồi mà hát trong cái khung cảnh này nó rất là cảm động. Dạ. Bởi vì nó khơi lại cái mà cái vết thương. Dạ. Không phải của chú mà chú nói hộ cho cái hàng trăm ngàn quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa lâm vào cái vết thương đó. Dạ. Khi nhắc lại thì nó xoáy vào cái tim, cái óc mình đau khổ lắm. Dạ. Tại khi mà con nghe chú chia sẻ đó thì chú nói là cái giai đoạn đó là chú mới 20 mấy tuổi, cùng tuổi với con, nên con cũng đặt cái trường hợp nếu là con cảm nhận như thế nào. Thành ra là con thấy rất là cảm động, xúc động khi mà con nghe chú hát. Cảm ơn con. Dạ. Thì trong cái lúc đó mình ở trong tù đó chú, thì có những cái chuyện gì mà xảy ra thưa chú, và làm sao mà chú lại có được cái động lực lớn lao để mà mình vượt ra ngục ạ? À vâng. Khi mà ở Long Giao xong rồi đó, thì hơn một năm, tức là hơn một năm mà từ 10 ngày mà nó qua triền miên cho tới lúc này mình cũng, lúc đó cũng không ai liên lạc được, chứ phải gia đình cũng không biết người tù ở đâu. Cho tới 3 năm sau mới được đó. À, tức là ở Long Giao cũng không biết, mà tức là gia đình cũng không biết ở đâu. Thì sau khi ở đó một năm đó, hơn năm đó, thì họ mới đưa ra Bắc. Thì chú mở ngoặc chú kể những cái chuyện ngắn ở Long Giao, chú thấy là ở Long Giao sau 3 tháng đó, thì có cái chuyện như thế này. Có cái anh nó tên là anh Lê Đức Thịnh. À, cái đồng tù thường thường đi làm là đi băng qua đường vô rừng chặt tre hoặc chặt nứa chặt người kia. Thì anh Lê Đức Thịnh anh viết một cái thơ. Thì anh biết là ngày ngày thường thường đi ngang qua đường thì có những cái xe lam ba bánh đó mà chở khách đi chậm chậm. Thì anh Lê Đức Thịnh anh viết một cái thơ, anh ném lên trên chiếc xe lam ba bánh chở khách đó. Thì hỏi anh hy vọng là người nào nhận được thì chuyển về cho gia đình anh để báo cho gia đình biết là tại bao nhiêu tháng rồi gia đình cũng không biết ở đâu, gia đình lo lắng. Thì chính vì cái thơ mà anh ráng ném trên cái xe để mà nhờ chuyển về báo cho gia đình biết là anh đương ở đó. Sau đó chỉ cái thơ đó thôi là anh bị xử án tử hình đó. Con thấy nhân bản ở chỗ nào, lý lẽ ở chỗ nào và khoan hồng ở chỗ nào, chỉ có như vậy mà tử hình. Thì nó tách cười lắm. Bữa đó là sau khi bắt cái thơ đó, mấy tháng sau thì có cái lệnh là tất cả anh em trại, cả ngàn người ở lại và ngồi thứ tự như vậy và nghe cái radio đó, cái loa phóng thanh đó, để nghe xử anh Lê Đức Thịnh. Thì cái trại, cái chỗ, cái khu mà chú ở là bên trên thế này, bên kia là cái trụ đất cao đó, hồi đó là phòng thủ của pháo binh mình đó. Thì buổi chiều sau khi lao động về rồi ăn cơm chiều xong rồi, anh em thường ra chỗ ngoài hàng rào ngồi ngắm qua bên kia, thì thấy bên kia cái ủ đất á có mấy người họ đem họ chôn ba cái trụ ở đó. Thì anh em cũng chưa biết cái gì, chưa biết là sao. Nhưng mà sáng hôm sau đó là 9 giờ sáng anh em ở tù ở nhà nghe xử án, tòa án gọi là tòa án nhân dân xử anh Lê Đức Thịnh. Thì cái điều tắc cười không, tòa án gì mà trước khi xử thì chưa biết tội có tội hay không mà đã chôn cái trụ rồi. Phải không? Nghĩa là đã quyết định tử hình rồi mới kêu tòa án nhân dân xử và kêu mình nghe. Đã thấy buồn cười không? Dạ, có nghĩa là chỉ thông báo cho mình biết thôi. Thành ra đó, nó tắc cười là cái luật pháp của họ vậy. Thành ra tóm lại hôm sau, thì sau khi nghe tòa án xử tuyên án xong là tử hình, là vì cái tội là mưu đồ phản động. Và nhưng mà thực ra sau này mới biết là họ dằn mặt những ai mà phạm nội quy đó thì bị nặng như vậy, dù nhẹ, dù chỉ gửi cái thơ thôi. Thì để chi? Để họ sắp đưa tất cả đi ra miền Bắc. Thấy không? Thì nếu ai trốn ai gì là tử hình thôi. Thì đại khái họ dằn mặt một người đó, để làm gương. Giết gà dọa khỉ. Sau mới biết, họ dọa vậy đó. Thì tóm lại là sau buổi chiều, buổi sáng sau khi xử án xong là tới dẫn bắn Lê Đức Thịnh và hai người nữa. Thì bữa đó là tới buổi trưa thì anh em không thấy ai ăn hết, bo bo, nhưng mà người ta đổ lại chảo hết, ai ăn được. Đó ăn là một chuyện nhỏ.
Tức là anh em đã thấy rằng thôi rồi, cõi đời mình là mình cũng hy vọng là lúc nào mấy ông ở bên thánh cuộc họ cũng nói là khoan hồng đảng, khoan hồng nhân đạo này kia. Nhưng mà có những chuyện nhỏ như vậy mà họ xử. Còn nhiều chuyện đó vui lắm, nhưng mà trong cái vui có nghĩa là vui trong cái niềm cay đắng. Chứ không có nghĩa là vui vầy. Cay đắng lắm. Nó cay đắng là ở chỗ mà từ mình cái niềm tin của mình tin người ta, mà người ta làm mình thất vọng thì nó cay đắng. Và cho tới bây giờ khi nhắc lại những hình ảnh đó mình cũng thấy cay đắng. Mình không còn hận thù vì kẻ thắng người thua là dĩ nhiên rồi. Cái chiến tranh là như vậy. Nhưng mà mình thấy những hình ảnh như vậy đó thì nó không có thể hiện cái tinh thần tuân theo luật pháp hay là tuân theo cái nhân bản hay tình người. Tóm lại, khi mà ở đó xong hơn năm mấy rồi thì họ dồn hết anh em tới đi về, gọi là sắp hàng, thường thường họ bắt lên trên xe và bịt bùng trở lại sau mấy năm ha. Sẽ bịt bùng và đi và không biết đi đâu, cũng không biết đi đâu. Và cũng biết tình trạng vậy, cũng coi thử mình quay lại đi đâu. Thì có nhiều người họ nói, mặc dù là ly xe một bịt bùng, nhưng mà thế nào cũng về chắc được thả khóa, ra về Sài Gòn mãn mãn khó phân hoạt động Cộng Hòa. Họ tưởng bỡ như vậy. Nhưng cái ông Thụy ông nói là đúng, nói anh mấy tao ở tù một vòng thì khi mà sau khi mấy năm ở Long Giao rồi đi xe bịt bùng đi về quay hướng Sài Gòn. Thì nhưng mà họ tới cái Freeport, tới cái bến cảng, tới bến cảng Sài Gòn mà thấy xuống lật lượt xuống, lúc nào cũng họng súng lưỡi lê đó, thì sắp hàng để lên bến cảng xuống tàu sông Hương. Chú nhớ là cái hình ảnh cái người mà đi trên tàu mà đi từ cái bờ mà bắt lên tàu, nó có cái cầu gỗ thật là nhỏ nè. Mà anh em tù thì mang ba lô ca cống rồi này kia đủ, thì có một anh rớt từ cái đó xuống biển xuống sông Sài Gòn luôn đó. Rồi cái đoàn tù vẫn đi tiếp và mà không biết lúc đó anh chết như thế nào và ai dớt anh lên. Đó là cái hình ấn tượng mà 40 mấy năm nay chú còn nhớ anh tượng. Tóm lại khi đó đoàn tù nó ra bắt đó thì nó có nhiều chuyện lắm, nếu mà kể không biết đâu, nhưng mà khi mà đưa ra bắt rồi thì nó đưa chú cái đội cái nhóm của chú ra ngoài Thác Bà. Trước khi ra Thác Bà đó là từ tàu sông Hương lên ra Yên Bái đó là phải đi xe lửa. Thì khi mà cái đoàn tàu lên xe lửa mà đậu ở ga Yên Bái trước khi xuống đó để mà xuống ghe lại xuống Thác Bà đó, thì chú thấy ở dưới ruộng có những người dân nó ném đá lên xe lửa. Họ bày đặt, họ kích động làm căm thù đó. Tại vì họ nói ngụy là gian ác, là giết người, là hiếp của cướp của, giết cướp dâm vân vân, cho nên người bắt họ có lòng căm thù cái lúc mới ra. Người bắt họ không hiểu đúng không ạ? Họ không hiểu. Nhưng mà chúng mở ngoặt cho nó lại là sau khi đoàn tù về 5-7 năm đoàn tù về đó thì không phải là họ ném đá lên nữa, mà họ ném mía lên, họ ném bánh chưng, bánh ít lên. Tức là sau khi họ hiểu được rồi đó, họ hiểu là bị lừa phỉnh rồi đó. Và cho tới bây giờ cũng vậy, mấy chục năm họ cũng thấy, họ vô miền Nam họ cũng thấy chuyện đó. Thì tóm lại khi cái ở Yên Bái thì chú ở Hồ Thác Bà. Và đầu tiên ra đó mấy tháng sau thì có 6 người họ trốn trại. Họ trốn trại, họ muốn đi qua biên giới tàu đó. Nhưng mà họ đi khoảng 18-20 ngày xong đó thành thì công họ bị bắt về. Bị bắt về. Và có mấy người chết, có mấy người thì còn sống. Bị nhốt tùm lum, nhưng mà cuối cùng họ cũng còn sống. Thì mình bị nhốt ở trong đó khoảng bao nhiêu năm thưa chú? Tóm lại chú thì chú ở đó xong tới năm 79. Tới năm 79 thì khi mà tàu nó cho một bài học, nó đánh biên giới đó, 6 tỉnh biên giới đó, thì họ tức tốc họ di chuyển tù về Nghệ Tỉnh. Thì khi về tù Nghệ Tỉnh thì chú nhắc là nó dài, là khi về ở trại tù Nghệ Tỉnh đó, chú nói một chuyện vui nữa là khi mới qua đó, là khi mà ra ngoài Bắc đó thì họ có ông đại tá về cộng luôn luôn là xuống làm bài học giảng bài đó. Thì ông nói là các anh phải ráng học tập lao động tốt thì sẽ được khoan hồng, thì mấy anh được về đoàn tụ với gia đình. Thì anh em bây giờ thì không phải người tin như ngày xưa đâu, tại là mấy anh phỉnh bây giờ nói thì chắc chắn bây giờ mình biết là mấy anh phỉnh rồi. Không tin, nhưng mà này mấy anh thấy gương của đại tá Thọ đó. Đại tá Thọ đó bị bắt, mà đại tá Thọ là rất là ác ôn, nhưng mà đại tá Thọ được khoan hồng về rồi, hiện bây giờ làm ở tổ Đăng Đác ở Thủ Đức á. Tức là phỉnh anh em tất cả mấy ngàn người.
Thì anh em cũng nghĩ là cái chuyện đó chắc là ông Đại Cao Thọ được thả và ông bị bắt trước, dạ, trước năm 75. Dạ. Nhưng mà tới chừng đoàn tù mà sau 79 nó đưa về Yên Bái đó, thì chú vui lắm, chú về Yên Bái xong rồi. Dạ. Thì chú thấy ông Đại Cao Thọ ngồi ông chăn heo đó. Thì anh em mới tất cười nói, trời ơi, có mấy ông phỉnh gì, phỉnh láo và láo trăng. Bây giờ ông Đại Cao Thọ ngồi ông chăn heo đó mà cách đây mấy tháng mới ra thì mấy năm trước thì mấy ông nói là được thả về rồi. Đó. Là vẫn còn ở đó? Vẫn ở tù mà mấy ông phỉnh vậy đó. Sao? Cũng như chú, trường hợp chú đó nha. Dạ. Cũng bị phỉnh. Không biết mình còn nhiều mấy phút nữa không chú nói chỗ này. Dạ, chú cứ chia sẻ. Mình bị phỉnh là vậy. Chú đó, chú ra Yên Bái thì chú cũng là cái người cầm càn. Cái trại 1.000 người thì chú cũng là cái người cầm càn văn nghệ và là văn hóa. Dạ. Tức là ở nhà viết bích báo rồi này kia thôi. Con thời gian là cái ngày Quốc Khánh đó, thì họ chọn nhà văn Tạ Tị. Nhà văn Tạ Tị cũng là họa sĩ luôn. Rồi Phạm Hoàng cũng là họa sĩ nổi tiếng ở miền Nam mình. Dạ. Rồi chú, tức là mỗi trại, trại 6, trại 5 và trại 9, mỗi trại chọn một anh về văn hóa để về sư đoàn của họ. Dạ. Để vẽ, để đón ngày Quốc Khánh của họ. Thì chú là một trong ba người được chọn đó. Dạ. Thì Tạ Tị về trên đó vẽ hình Bác Hồ đứng như thế này, bự, cao thì không có gì. Còn Phạm Hoàng đó là họa sĩ Tứ Thiệt, anh vẽ hai con chim hòa bình ở trước cổng. Dạ. Thì anh vẽ theo cái đường lối hội họa, là không phải vẽ giống mà vẽ thẳng, cánh cũng thẳng, đầu thẳng, miệng thẳng, tất cái vẽ của mình cho nó có sức mạnh á. Dạ. Thì cái người nào mà hội họa thì họ thấy đây là cái đường lối vẽ của cao ha, đẳng cấp. Dạ. Cao. Nhưng mà có anh trung tá ra, anh chắp tay sau đít, anh dòm thấy treo lên, nói anh là vẽ con này đây, thì người ta báo cáo anh đó để đem nhốt. Hỏi lý do sao? Vẽ con gà, con bồ câu, con chim hòa bình thì giống con chim hòa bình, sao mà vẽ giống hai con gà cồ bôi bác, không giống bôi. Dạ. Bác chế độ tại đêm nhốt ha. Dạ. Thì đó, chú thấy là cái văn hóa của họ là vậy đó. Dạ. Rồi chú là chú vẽ, nhiệm vụ chú là vẽ nè, bò, heo, gà, vịt, khoai sắn 5 năm thì nhiệm vụ chú vẽ cái đó. Tại sao mình vẽ cái đó vậy chú? Chú học cao đẳng mỹ thuật mà. Dạ, mà họ yêu cầu chú vẽ cái hình đó. Vẽ cái đó, đừng mà trên bích báo đó. À, dạ. Bích báo để thấy 5 năm thứ nhất là gà được bao nhiêu, khoai sắn được bao nhiêu. Okay. Để thông báo cái gì đó. Thì chú để như này, 5 năm thằng thứ nhất, khoai lúa thì được thu hoạch là 50.000 đồng. Dạ. Thì chú để là dấu đồng trước vậy gì? Dạ. Rồi 50.000 cho nó tiện, tại vẽ mà để chữ đeo đồng là nó dài lắm, mình nói ít khi đó. Thì anh cũng kêu lên, ai cho phép anh vẽ cái chữ này đây. Anh bôi bác thì cũng tính đem nhốt rồi, tính đem nhốt là nghĩ là anh là vẽ bôi bác, là vì họ sợ mình, nó sợ văn hóa bôi bác lắm. Dạ. Bôi bác bằng thơ, bôi bác bằng hình vẽ rồi đó. Dạ. Thì may là lúc đó trong văn phòng nó có cái tờ báo, tờ báo đó nó có cái hình là Bác Trung Hy mang cái bị bạc phía sau và ông cụ xem là Mỹ đó, là đưa cho Mỹ trước. Thì chú thấy đây cái tờ báo đó, cán bộ thấy là đây là cái ai mà nói về chuyện tiền bạc á ha. Thì đều dùng cái dấu đồng này hết. À. Họ nghĩ là chú chữ S rồi gạch đó là nghĩ là đã đảo cộng sản. À, dạ. Chữ S rồi gạch, hai gạch là dấu đồng. Mình có cái tờ báo, nhờ cái tờ báo mà chú không bị nhốt. Dạ. Đó là chú thí dụ thêm cái hình ảnh thứ hai đó. Thì đó là nhiều câu chuyện ta cười lắm, nhiều câu chuyện là cười ra nước mắt. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ không có thời giờ, chú là sau khi nó đưa về Nghệ Tĩnh ha. Sau khi đi về Nghệ Tĩnh á thì chú mở ngạc chú nói gì nữa, khi chú làm bích báo Nguyễn Bái thì có cái ông bác sĩ. Dạ. Tên Trung Kiên, bác sĩ của họ đó. Thì ông ưa, ông nhìn thấy người miền Nam mình á. Dạ. Ông nói, tại sao anh sĩ quan miền Nam là người nào cũng có văn hóa cao hết, kêu nghề mộc không hề mộc nhưng làm thành công, kêu bất cứ nghề gì mà anh cũng làm thành công. Dạ. Thì có lần ông tâm sự, ông xuống tâm sự chúng tôi công nhận là các anh là người có văn hóa. Nếu báo cáo cán bộ, người nào mà ở tù đây ít nhất là họ phải học tú tài thì họ mới lên đây được. Tức là học lớp 12 mà phải thi đậu tú tài mới được. Chứ nhiều khi học tới lớp 12 mà 1.000 người thi đậu chừng 100 người à. Còn khi người rớt, thí dụ vậy. Yeah. Khó lắm, khi đậu tú tài nó rớt nhiều lắm. Yeah. Thì đại khái những người này là có trình độ như là đại học, đại khái vậy. Chúng tôi ở đây đó có nhiều người mà vô đoàn, vô đảng xong rồi mới được về bổ túc văn hóa, có nghĩa là mới về học chữ, mới được về đi học. Đại khái như vậy. Rồi chính ổng cũng là cái người giúp chúng. Chính cái ông đó, trong sách chú có biết là
là ông cảm tình lắm, ông thường thường tại là ông bác sĩ ông xuống ông khám bệnh. Dạ. Thì chính ông là cái người bày chú là khai hoa lao. Ừ. Anh khai anh hoa lao đó. Để... thì chỉ có hoa lao hay là cùi thì mới được may ra được gặp gia đình. Ồ, chính trong cái thâm tâm ông giúp vậy. Cảm ơn người bác sĩ đó. Cho nên ông chú cũng rất cảm ơn. Rất là biết ơn người đó. Dạ. Thì chú cũng phải nói là cộng sản. Không phải ai cũng là sắc máu, cũng là kinh hồn. Cũng có những lúc đa số họ là người Việt Nam, họ nòi giống Việt Nam, họ có tình người Việt Nam. Yeah. Thì có những lúc nào đó mà mình nói chuyện được với họ, cảm thông được với họ. Yeah. Thì cái nhân bản nó trở về với cái người nguyên thủy, chứ yeah. không phải là giáo điều của Cộng sản. Giáo điều Cộng sản tức là họ ráng nhồi nhặn vào, nhồi nhét vào trong đầu họ thôi. Đó là những hình ảnh mà chú thấy rằng là quãng đường chú đi qua. Thì trở lại cái phần cuối cùng là chú về Nghệ Tĩnh. Về Nghệ Tĩnh thì chú cũng là cầm can. Nhưng mà vui lắm, chú kể thêm cái nữa là khi mà chú ngồi chú viết bích báo hay chú vẽ con bò, con trâu, con gà ha. Bộ đội thường thường nó đứng xung quanh nó coi. Hồi giờ là họ đâu biết. Xưa giờ không biết những cái đó. Không biết. Yeah. Không thám biết tại sao miếng giấy mà nó làm chút xíu giống con bò. Ha. Có lần chú thấy mấy người bộ đội đứng sau lưng sầm sầm. Ồ, sao nó sống thế nhỉ? Thì chú nghe vậy thì chú đùa. Thì chú báo cáo cán bộ muốn tôi làm con bò nó chạy không? Thì mấy ông nó có biết được. Anh nói thật đó chứ. Dạ vâng, tôi làm bò cán chạy cho nó chạy cho cán bộ coi. Thì mình vẽ con bò chạy, cong chân chạy thôi, mấy cái thấy nó chạy. Rồi con vịt cũng vậy. Thì bộ đội họ rất là ngạc nhiên. Từ bỏ nhỏ lớn họ ở trong rừng, họ có biết miếng giấy cái bút là cái gì đâu. Đó thì cái cuộc đời của chú nó có nhiều cái vui là vậy. Là khi mà thấy họ ngạc nhiên là mình cũng tuổi trẻ như họ thôi. Mà mình làm những cái chuyện mà nó, họ không bao giờ thấy. Họ không bao giờ thấy mà miếng giấy mà làm giống con bò hay giống con cây lúa. Vân vân. Rồi thì vào Nghệ Tĩnh thì chú mà... ngoài cái người ơn cũng là bác sĩ đó đó chú, thì con biết là có một nhân vật nữa trong cuốn hồi ký của chú là cô Trần Thị Hoa. Thì chú cũng là người đã có công giúp chú vượt cái chiếc ngục thành công ngoạn mục để đến với nơi tự do, cũng như là để có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thì cảm chú ơn con. Muốn chia sẻ không ạ? Con có đọc về lịch sử để thằng cô biết mấy chuyện con hỏi thì mới vô đúng với câu chuyện của chú kể. Bây giờ cái chuyện đó dài lắm, nhưng mà đó là cái người mà sau khi mà chú làm đội văn nghệ, chú hát cái bài đi mua rồi cũng như về Hà Tĩnh cho dân coi đó. Thì cổ là cái người mà tìm tới khi mà đoàn tù đi người đắm bắp đi làm để chấm của trốn đồng bắp qua của dưới cho chú một miếng giấy. Và chú nói là em tên Hoa, em muốn làm quen với anh. Thì đó là một cái mối tình trong tù, mà nhờ cái mối tình đó mà sau này chú xin đi lượm phân bò ở ngoài làng. Thì cổ mới là cái người sau này giúp cậu Chiến lên ở đó liên lạc. Và cũng giúp đổi những cái thứ mà chú cần thì chú mới trốn thoát được. Thì sau khi qua Mỹ thì chú có viết để cảm ơn cô đó một bài. Thực ra chú đã nhờ nhiều người về Nghệ Tĩnh để kiếm cổ, để trả ơn cho cổ, nhưng mà rồi biệt tâm. Không tìm được. Không tìm được. Dạ. Nhưng mà chú mang ơn cổ. Cái bài hát mà chú mang ơn cổ chú viết ở ngoài hải ngoại nó tên là Người Em Nghệ Tĩnh. Người Em Nghệ Tĩnh, dạ. Em bên ở chứ ra sao rồi nhỉ, bờ tre xưa đã mấy đổ lên men, dòng sông hiểu đã bao mùa nước lũ, và nước ngô góc sẵn có con xanh. Môi có con đỏ, má có con hồng, mắt có con tình như trời xanh mênh mông. Trời bắt em lòng đông, yêu thương tên tù cải tạo. Nhưng lúc lần gặp nhau, thường cách nhau. Qua em cho ta
ấy đời ta cùng dòng không còn có nhiều. Bởi tình yêu em đã xóa bỏ hết lao trên sông, em trao cho ta tấm giấy tha lần yêu lấy ra đọc bài rằng em sẽ chờ ngày anh được phóng thích mơ đuôi ta nơi trường xa có anh cậy em cậy. Đẹp ấy qua mong anh bỏ trốn tù chúng bắt em vào tra tấn em ơi, cho dù thương em nhiều lắm mà nỡ cũng còn chịu nặng hai vai. Ôi anh thành bên bờ lũ vong ngóng mê bên nở hỏi em có con đời còn chờ, con trâu xanh chừ đã già chưa, dòng sông hiểu còn trong hay đục. Một ngày nào đó vây quê quê nhà không còn bóng giặc, sông hiểu mơ màng câu hò khoan bên em bên anh, ta bên nhau tìm lại ngày xanh. Một ngày nào đó Dạ, con cảm ơn chú đã đàn cái bài hát này rất là cảm động. Và thật sự thì con cũng muốn cảm ơn cô Trần Thị Hoa, cũng như là nếu mà ngày hôm nay chương trình này mà người nhà của cô có xem đó, thì thật sự là con thay mặt cho lớp trẻ cảm ơn cô đã giúp đỡ chú để chú có thể vượt ra khỏi ngục tù và để đến với tự do, cũng như là tiếp tục truyền lửa viết những cái bài hát rất là hay cho tuổi trẻ của tụi con. Cảm ơn con, cảm ơn quý khán giả đã bỏ công theo dõi và cảm ơn đài đã cho mình cũng Ánh có cơ hội được tham dự với chương trình có ý nghĩa về sự tìm hiểu của tuổi trẻ như hôm nay. Dạ, thật sự là thời lượng của chương trình thì nó không có còn nhiều nữa. Con ước gì mà chương trình nó có thể dài ra thêm để con được nghe thêm những cái câu chuyện của chú. Thì hy vọng là rằng là sau này sẽ có thêm những cái chương trình với chú Huỳnh Công Ánh để được nghe những cái câu chuyện của chú, cũng như là cái con đường mà chú đi tìm tự do. Và trước khi mà kết thúc chương trình đó, thì chú có muốn chia sẻ hay là có muốn gửi một cái lời đến lớp trẻ của tụi con hay là những quý vị khán giả đang xem đài không ạ? Thực ra ước mơ của cái hàng ngũ lớn như cái chú đó, tức là thế hệ đi trước, trong cái khúc quanh nghiệt ngã nhất của lịch sử giống loài mình đó, thì cái ước mơ còn lại bây giờ đó là làm sao tuổi trẻ họ cảm thông được với những người đàn anh là họ chiến đấu cho lý tưởng tự do, họ chiến đấu trong tinh thần nhân bản và vì nòi giống, vì sự sinh tồn của dân tộc. Thì muốn tuổi trẻ biết như vậy để tiếp nối được con đường là làm sao có ngày thay đổi được chế độ cộng sản, thì chỉ có không còn chế độ cộng sản là chế độ tam vô, là vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, thì như thế giống loài mình mới thăng hoa được, mới có thể tiếp nối được với các nước ở trên thế giới. Thì tuổi trẻ các chú ước vọng là tuổi chỉ kỳ vọng ở tuổi trẻ thôi, chỉ mong tuổi trẻ hiểu và làm sao tiếp nối được con đường đó. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Thì thật sự là bản thân con xin thay mặt cho lớp trẻ Trúc Loan xin cảm ơn chú Huỳnh Công Ánh đã có những cái lời chia sẻ rất là chân thành đến lớp trẻ tụi con. Và tụi con cũng sẽ thật sự mà nói thì khi mà con nghe chú chia sẻ những cái câu chuyện này á, con không có nói cái chuyện đúng hay là sai ở đây hay là thắng hay thua, con không có bàn đến cái vấn đề đó, nhưng mà con cảm thấy là con hiểu được các chú ngày trước là cái nỗi đau của mình như thế nào và vì sao mà mình cố gắng mình đi tìm cái con đường tự do này. Và tụi con cũng sẽ cố gắng có cái tình yêu thương với quê hương đất nước và thấu hiểu cho các cô chú đi trước.
Cảm ơn con nói tiếng Việt rất là giỏi. Ở Mỹ mà có một người nói tiếng Việt như con vậy là coi như là gia tài quý báu nhất cho cái công cuộc mà phục hoạt được cái tình yêu nước, lòng yêu nước và tuổi trẻ yêu nước hướng về với nhà từ muôn đời, từ bao nhiêu ngàn năm nữa mình vẫn là người Việt Nam. Con rất là tự hào khi con là người Việt Nam và con rất là yêu nước Việt Nam. Và con. Một lần nữa thì con rất là cảm ơn Chúa, con thay mặt ban giám đốc đài cảm ơn Chúa Huỳnh Công Ánh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và con chúc Chúa thật là nhiều sức khỏe cũng như là tiếp tục thành công trên cái con đường mà Chúa đã chọn. Cảm ơn con. Vâng, thưa quý vị, thì thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Một lần nữa Trúc Loan cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị có thật là nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng kính chào.